Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình podcast với bác sĩ Bình Trần. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đọc sách và những cuốn sách mà tôi tâm đắc, đọc đi đọc lại nhiều lần trong nhiều năm qua. Tôi sẽ giới thiệu 7 cuốn sách ở đây mà tôi nghĩ rằng quý vị đọc hết 7 cuốn này, quý vị chắc là không có cần phải đọc thêm sách nữa. Tại vì 7 cuốn này là 7 cuốn mà tôi thấy trong nhiều năm qua, mỗi khi mà tôi gặp khó khăn, tôi hay xem lại những cuốn này và nó giúp cho mình có cái định hướng rõ ràng hơn, quản lý thời gian tốt hơn, chọn công việc tốt hơn và xử lý những cái vấn đề nó cũng tốt hơn. Trước khi tôi đi vào từng cuốn sách thì tôi muốn chia sẻ tí xíu về cái cách mà chúng ta đọc sách. Không biết là quý vị còn nhớ là khi mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta thường được dạy là đọc từng chữ, đọc hết câu và đọc hết trang này, lật qua trang kia. Thật ra sau này khi mà khoa học tiến bộ chỉ ra cái cách đọc sách tốt nhất là cách đọc mà chúng ta vận dụng được cả hai cái não của chúng ta. Tôi nói cả hai cái loại não chúng ta là tại vì những cái gì tôi đang nói quý vị bây giờ là cái vùng não có nhận thức, conscious mind, là cái vùng não mà phân tích vấn đề, suy nghĩ, logic, nó tóm lại là cái vùng não lý trí. Cái vùng não thứ hai là subconsciousness, là vùng tiềm thức. Cái vùng tiềm thức là cái vùng tiềm năng. Quý vị nghe cái chữ tiềm không? Ví dụ Việt Nam là một đất nước tiềm năng, có nghĩa là có nhiều cái điểm mà chúng ta có thể chưa có khai thác được. Thì khoa học chỉ ra là thật sự não chúng ta xài chưa tới 5% cái công sức của nó. Quý vị nghe tới đây nói, trời ơi, tôi làm việc như con trâu, đọc sách nhức đầu quá trời, sao 5% là sao cả 100% chứ? Thật sự không đúng quý vị. Những cái gì mà chúng ta phân tích, logic, suy nghĩ là đúng là chưa tới 5%. Còn cái phần còn lại là cái vùng tiềm thức, là cái vùng não mà hoạt động trong lúc chúng ta ngủ, trong lúc chúng ta không có biết được, là cái vùng não này thiên về cảm xúc, thiên về lặp đi lặp lại, thiên về những cái kỷ niệm, những cái hằn sâu bên trong cái não chúng ta. Tôi nói dài như vậy để chỉ ra là nếu mà chúng ta đọc sách mà chúng ta vận dụng được cả hai cái vùng não này thì chúng ta đọc rất là nhanh. Hồi xưa khi mà tôi học y khoa và thậm chí tới bây giờ đi, quý vị cũng biết là trường y bài nhiều lắm, sách cuốn nào cuốn nấy, xin lỗi, liện nhau còn chết nữa tại nó bự quá. Thì hồi xưa tôi là dân kiến trúc mà nhìn vẽ hình thôi, thành ra khi mà chuyển qua môi trường y khoa tôi đọc sách á, tôi bị chậm tại vì nó nhiều quá. Thì cho tới một ngày tôi mới học được một cách mà cũng của ông thầy của tôi, là ông dạy học bằng tiềm thức. Nghe thì có vẻ như là vô lý quá, làm sao học bằng tiềm thức được. Thì cái cách học nó rất đơn giản và tôi nói ở đây luôn, đó là chúng ta đọc lướt. Quý vị chắc nghe nói nhiều lần rồi. Thì khi mà chúng ta đọc cuốn sách đầu tiên á, tôi nói ví dụ, tôi lấy đại một cuốn ở đây đi, cuốn nào cũng được, ví dụ như cái cuốn 4.000 từ, một lát tôi sẽ phân tích cuốn này cho quý vị xem. Cái việc đầu tiên quý vị đọc một cuốn sách đó, là thực sự cái bìa mình biết rồi phải không? Không phải cái trang. Đầu tiên nhất đó, chúng ta đọc cuốn sách đó, chúng ta nhìn cái nội dung đó trước. Chúng ta biết là nó chia làm 3 phần. Và tôi đọc lướt vào tôi thấy nó có 3 phần. Có trong não chúng ta đầu tiên nhất đó, là nghĩ về cuốn này đó, là nó tự động chia ra 3 cái ngăn cho cuốn sách này. Thì đó là cái vùng tiềm thức của chúng ta. Thế nên khi quý vị đọc cái đó trước, rồi tới đọc từng chương á, mỗi lần quý vị đọc cái tiêu đề của cái chương đó, não quý vị sẽ có nhớ chút xíu về cái chủ đề đó. Và khi mà chúng ta đọc á, quý vị đọc lướt, lướt nhanh thôi, không cần phải đọc chi tiết. Đọc cái hàng đầu tiên, hàng cuối cùng, và đọc lướt lướt lướt. Quý vị nói, ủa tôi đọc xong tôi không nhớ gì hết. Quý vị sẽ không nhớ gì hết sau lần đọc đầu tiên. Nhưng mà cái này, cái hay của cái đọc tiềm thức này là ngày hôm sau á, lấy lại cái cuốn này, đọc lướt 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 nữa, cũng không nhớ nữa. Nhưng mà quý vị làm tới 5 lần nha, tự nhiên không biết tại sao á, nó nhớ lại, nó rõ, tự nhiên nó hiện từng chữ. À, cái content đầu tiên là cái hàng này, hàng này. Là tại vì chúng ta
động tiềm thức là chúng ta giống như chúng ta tưới nước, tưới cái lần đầu tiên trên sân cỏ nó không có thấm nước đủ, tưới lần thứ nhì cũng chưa thấm, nhưng mà tưới 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 thành ra cái tiềm thức này nó đòi hỏi một cái là cái tính kỷ luật, có nghĩa là lặp đi lặp lại. Thành tôi nói nhiều với quý vị, thật sự là tôi không có thông minh, thật sự mà nó thông minh có thể nó chút xíu thôi, nhưng mà tôi có một cái là tôi lì lắm. Lì là sao? Là cái gì làm là làm và làm hoài, có nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chính vì cái lặp đi lặp lại đó nó khiến cho cái vùng tiềm thức của tôi, cái trí nhớ của tôi nó đào sâu hơn. Thành ra đọc sách cũng vậy, quý vị đọc sách quý vị nhớ đọc lướt, đọc nhanh, nhưng mà đọc lại chứ không phải đọc một lần. Đọc một lần chúng ta sẽ không nhớ. Thì đó là cái cách mà tôi học y khoa, tôi đọc, tôi nhớ và cho tới bây giờ. Và sau mấy chục năm tôi nghĩ là tôi vẫn còn nhớ, là tại vì tôi đọc theo cái hướng đó, có nghĩa là đi theo từng từng, giống như chúng ta tưới cây, tưới mỗi ngày chút chút. Người ta nói là mưa dầm thấm lâu, thì cái này cũng vậy, chúng ta từ 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 chúng ta sẽ kích hoạt cái vùng tiềm thức, cái não bộ của chúng ta. Như vậy quý vị không cần phải đọc nhiều sách, nhưng mà đọc hết, đọc kỹ, đọc nhiều lần, đọc bằng cái tiềm thức đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái cuốn sách mà tôi đã đọc, đọc nhiều năm qua và tới bây giờ vẫn thấy thú vị. Cái cuốn đầu tiên là cái cuốn mà tôi nhắc đi nhiều lần, đó là cái cuốn này. Tôi có để hết những cái tiêu đề là gọi là 7 Habits of Highly Effective People. Dịch tiếng Việt là 7 cái thói quen của những người làm việc hiệu quả. Tôi nói trước là tất cả những cuốn này là tiếng Anh hết. Thành ra quý vị nào mà tôi không biết có dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng mà tôi sẽ nói sơ sơ ở đây. Và cái cuốn sách mà tôi viết về quản lý thời gian thật sự là rút ra nhiều bài học từ 7 cuốn này và những cuốn khác nữa. Thì cuốn này là cái cuốn mà tôi nói nhiều, có thể là cơ bản nhất. Quý vị nào mà bắt đầu vào đời thì trong cuốn sách của tôi Từ Kiến trúc sư thành bác sĩ tại Hoa Kỳ, ở trang 54, tôi có nói về cuốn này. Thì cuốn này là cuốn gì? Cuốn này chỉ ra 7 cái thói quen mà có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Tại vì những người làm việc hiệu quả là những người họ không có phí thời gian, họ biết cái nào quan trọng, họ biết cách ứng xử, họ biết cái cách mà kết thúc và đặt vấn đề. 7 cái đức tính đó, tôi nói ngắn gọn ở đây, là đầu tiên nhất là chúng ta phải chủ động, gọi là proactive. Thì cái đức tính này chắc là quý vị nghe nói nhiều lần rồi, nhưng mà nó cụ thể hơn là mỗi lần quý vị có nhớ không, chúng ta gặp nhau cuối tuần này có làm gì không, tao phải đi chỗ này, phải đi chỗ kia, hoặc là tối nay làm gì, tao phải học bài, tao, cái chữ tao phải có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải làm cái gì đó, đúng không? Hoặc là mình không có lựa chọn. Tôi nghe câu này nhiều lắm, không có lựa chọn. Tao nói rồi, thật sự tao thấy bế tắc quá. Thật sự mà nói, khi quý vị còn sống á, là quý vị có thể có lựa chọn. Mặc dù có thể lựa chọn là không tốt, nhưng mà thật sự là có lựa chọn. Đặc biệt là chúng ta đang sống trong cái xã hội có thể nói là khá là yên bình. Tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị đang ở Ukraine đi, ở chiến tranh chẳng hạn. Cái đó khó mà nói được. Nhưng mà nếu quý vị đang nghe tôi uống cà phê, hoặc là đang nghe như thế này, quý vị có lựa chọn chứ. Và cái khái niệm đó nó quan trọng là chúng ta có thể lựa chọn. Be proactive là chúng ta chủ động trong cuộc đời của mình. Tôi nói ví dụ, khi mà chúng ta nói rằng chúng ta cần phải gặp người này người kia, thật sự mà nói, chúng ta chọn cái đó. Chúng ta chủ động để gặp người đó, chứ không phải là chúng ta. Có thể là vì công việc, hoặc là vì thứ do, về nhiều lý do. Ví dụ như bây giờ chúng ta phải gặp người này người kia, nhưng thật sự chúng ta vẫn có cái sự chủ động trong đó. Rồi, những cái đức tính khác là first thing first. First thing first. Có nghĩa cái nào đầu tiên là làm trước. Nghe nó đơn giản, nhưng mà thật sự có nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta thức dậy. Nhiều khi có nhiều người, cái việc đầu tiên không phải là đi tiểu, cũng phải việc đầu tiên là uống nước, việc đầu tiên là cầm cái điện thoại. Thì cái đó là không đúng. Không phải là không đúng hay không, nhưng mà nó không hiệu quả. Không hiệu quả là sao? Tại vì
Quý vị ngủ cả đêm, quý vị cần nước. Cơ thể quý vị cần phải đủ nước, cần phải minh mẫn. Và quý vị cần phải làm việc một ngày. Và cái thời gian mà buổi sáng là cái thời gian mà tuyệt vời nhất. Bởi một lát trong cái cuốn sách kế tiếp, câu lạc bộ 5 giờ sáng, tôi sẽ giải thích tại sao kỹ hơn. Thì cái việc mà chúng ta biết cái nào quan trọng trước, cái nào quan trọng sau, nó giúp cho chúng ta xử lý công việc rất tốt trong mỗi ngày. Tôi nói ví dụ, công việc của tôi là bác sĩ đi, thì cái việc đầu tiên mỗi ngày tôi vô là tôi kiểm tra bệnh nhân trước. Những cái gì quan trọng nhất, ví dụ những cái ca bệnh nặng nhất, những cái gì cần phải xử lý liền là cái đầu tiên nhất. Tại vì tất cả những thứ khác chúng ta có thể để tới chiều, nhưng mà những cái gì mà quan trọng nhất với chúng ta phải làm liền. Và đôi khi chúng ta quên, chúng ta cứ ăn sáng uống cà phê rồi đi cà phê một chút hay gì, thật sự mà nói chúng ta mất cái thời gian vàng của chúng ta. Càng về sau tới tối như thế này nè, cái não chúng ta mệt rồi. Bây giờ chỉ còn là tiềm thức mà thôi, có nghĩa là cảm xúc. Bởi vì về đêm á, người ta cảm xúc nhiều hơn, trong khi buổi sáng người ta lý trí nhiều hơn. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái vùng tiềm thức chúng ta về đêm á, nó vẫn còn tỉnh, trong khi tết ban đêm thì cái vùng thức tỉnh chúng ta, cái vùng xử lý của chúng ta nó đuối rồi, cả ngày làm việc nhiều quá. Thành ra người ta cũng nói là dễ dụ thường ban đêm, cũng vì để thấy những cái chuyện tình lãng mạn, những cái ánh nến, những cái lừa đảo thôi xảy ra ban đêm nhiều hơn. Tại vì ban đêm là cái vùng tiềm thức của chúng ta. Thì những cái đức tính còn lại tôi có nói sơ sơ trong cuốn sách của tôi, thành ra tại vì thời gian ngày hôm nay tôi sẽ không nói kỹ hết. Nhưng mà cái đức tính quan trọng thứ ba mà tôi muốn nhắc quý vị là hiểu người khác trước khi người khác hiểu mình. Đây là một cái câu đơn giản nhưng mà thật sự nó dạy tôi nhiều thứ. Tôi nói ví dụ, khi mà chúng ta trong một cái mối quan hệ, chúng ta nói chuyện đi, chúng ta khoan đánh giá người ta, chúng ta thử hiểu xem cái người đang nói chuyện với mình như thế nào. Có nghĩa là mình khoan nói về mình trước, mình tìm hiểu về người đó trước. Thì bằng cách đó, nó tránh hiểu lầm, nó tránh đánh giá, tránh cảm xúc. Quý vị gặp trường hợp là đôi khi chúng ta thấy chưa dễ chân là thấy thích rồi, hoặc là thấy ghét rồi. Có nghĩa nhìn nhìn nhau cũng thích hoặc là cũng thấy ghét, trong khi chưa có hiểu kỹ hơn về người ta. Cái khái niệm nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự nó giúp chúng ta tránh hiểu lầm rất là nhiều trong cuộc sống. Mà cái hiểu lầm là một trong những cái có thể nói là cái lỗi lầm chết người trong rất là nhiều trường hợp, trong công việc, trong tình cảm, trong gia đình. Như vậy cuốn đầu tiên là cuốn này quý vị nha. Rồi cuốn thứ hai là cuốn 4.000 tuần, 4.000 weeks. Quý vị biết tại sao 4.000 tuần không? Tại vì 4.000 tuần đó là cuộc đời của chúng ta. Như tôi sống tới bây giờ, nếu mà nói thẳng là tôi cũng xài gần hơn 2.000 tuần rồi, khoảng 2.000 tuần. 4.000 tuần đó nghe nó ngắn đúng không? Nhưng mà đó là cuộc đời chúng ta. Trong cái cuốn này nó chỉ ra những cái điểm quan trọng nhất trong những cái tuần đó, và trong những cái gọi là cái bẫy, những cái gì mà chúng ta dễ mắc sai lầm. Ví dụ như là có những vấn đề, tôi nói ví dụ trong đây là the watermelon problems, có nghĩa là cái vấn đề dưa hấu. Vấn đề dưa hấu là sao? Là phần lớn người ta trên đời này phí thời gian vô những cái việc không đâu không. Tôi nói ví dụ như là trong cái cuốn sách này, hoặc là nhiều lý do khác, quý vị thấy là rất là nhiều người coi trên TikTok hoặc là trên YouTube hoặc trên Facebook đợi mấy phút luôn, chỉ có một cái event xảy ra, ví dụ như là con cá sấu làm cái gì đó, hoặc là cái là gì mà chúng ta không coi, chúng ta cũng biết họ cái đó là cái gì. Nhưng mà tại sao người ta lại xem? Đó là tại vì con người chúng ta, cái tâm lý và cái người tạo ra những cái phim đó, những cái chương trình đó kích thích đúng cái sự tò mò. Và cái quan trọng trong 4.000 tuần này là khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta phí thời gian vô những cái đó. Cái cuốn sách mà tôi đang viết á, nó tên là Những Ngày Lãng Phí. Thật sự là tôi có cảm hứng rất là nhiều từ lúc mà đọc cuốn 4.000 tuần này.
Nhưng mà sau đó thì tôi kết hợp nhiều thứ khác, những cái kinh nghiệm của mình cộng thêm cái văn hóa châu Á và văn hóa Hoa Kỳ để tôi viết cuốn sách đó. Thì cuốn 4.000 từ, quý vị nhớ nha, là cái cách mà chúng ta học để không có phí thời gian và nhận ra những cái vấn đề là ưu tiên. Cuốn thứ ba, Who moved my cheese? Ai lấy cái cheese của tôi? Là cheese là, quý vị biết cheese là một trong những cái bánh phô mát rất là ngon của con chuột. Cái cuốn này là của bác sĩ Johnson. Mà cuốn này là một trong những cái tịch best seller, mà nó mỏng như vậy thôi. Này quý vị thấy không? Không cần quý vị đọc dày hết cuốn sách đó. Quý vị chỉ cần đọc cho tôi một chương và một cái gì mà hiểu thiệt là kỹ, rồi sau đó đọc lại. Chỉ cần nhớ cái nội dung của nó có cái gì, để mai mốt mình có vấn đề mình quay trở lại. Thì cái cuốn này nó nói về cái gì? Who moved my cheese? Cuốn này nó nói một cái triết lý rất là đơn giản mà nhiều người không có nhận ra, là ai rồi cũng thay đổi. Công việc, cuộc sống, người yêu, gia đình, bạn bè và cả chúng ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi này là sao? Là chúng ta nhận ra là chúng ta thay đổi, thành ra chúng ta biết cách để chúng ta điều chỉnh cái sự thay đổi đó. Tôi nói ví dụ, khi mà chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vô đứa con của mình, vô người yêu của mình, vô bất kỳ cái gì, vô cái job của mình, nhưng đùng một cái thay đổi đó, người yêu mất, con thì không có thành đạt, hoặc là chúng ta bị mất thất nghiệp, hoặc là chúng ta mất xe, chúng ta mất sức khỏe, thì tất cả những cái đó nó khiến chúng ta bị sốc. Chúng ta nếu mà không có nhận ra cái sự thay đổi này, không thấy được cái sự thay đổi nó đang đến, thì chúng ta cuốn vào và cuối cùng chúng ta bị không thoát ra được. Thực sự cái cuốn này nó cũng khá là giống giống những cái triết lý về của người châu Á chúng ta trong đạo Phật. Một trong những cuốn mà tôi hay nói đùa với bạn bè đó là 5 AM Club, câu lạc bộ 5 giờ sáng. Tôi có một vài người bạn hay thức dậy lúc 5 giờ. Thì tôi hay hỏi là, ủa mấy cô mấy chị mấy bác thức dậy lúc 5 giờ làm gì? Thì họ nói là họ đi chạy bộ, rồi họ tập thể dục lúc 5 giờ sáng ở Cali này quý vị. Tôi hỏi là hồi xưa mấy cô mấy chị mấy bác có thức dậy lúc 5 giờ không? Hồi xưa đâu có biết đâu, hồi xưa đâu có biết cái lợi của thức sớm đâu. Có nghĩa là những người này là những người đã thành công rồi và trải qua nhiều thứ trong cuộc đời rồi. Thành ra nếu quý vị hỏi tôi một câu hỏi là nên làm gì bây giờ, tôi nói là thức sớm. Thật sự thức sớm không có cần phải thức 5 giờ sáng. Tôi là câu lạc bộ 5 giờ sáng là chắc là xưa rồi. Hồi xưa tôi là bác sĩ nội trú thì 5 giờ sáng là dĩ nhiên phải thức. Tại vì phải đi vào bệnh viện sớm rồi chuẩn bị ca lâm sàng, khám bệnh nhân, rồi thuyết trình, xem lab, rồi nhiều thứ khác. Thì cái đó là câu lạc bộ 5 giờ sáng bắt buộc. Tôi đang nói câu lạc bộ 5 giờ sáng tự nguyện nha. Thật sự quý vị không cần phải thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nhưng mà trong cuốn này của Sharma là một trong những cái tác giả mà rất là ảnh hưởng trong cái triết lý sống sau này tại phương Tây cũng như tại phương Đông. Thì Robin dành rất là nhiều thời gian tu tập tại Ấn Độ. Và cái cuốn này, cái phần content đó, thật sự mà nói, nó không có nhiều, nó chỉ có mười mấy cái chủ đề thôi. Nhưng mà quý vị phải biết đó, trong cuốn này, thật sự tôi đọc cuốn này lướt qua thôi một vài lần, nhưng mà cái mà tôi học được là gì biết không? Cái triết lý sống trong cuốn này là khi chúng ta thức sớm, chúng ta làm chủ buổi sáng chúng ta, và chúng ta làm chủ cuộc đời chúng ta. Thật sự sau này tôi không có thức sớm giống như hồi xưa nữa, có nghĩa là vẫn thức sớm hơn nhưng mà không sớm quá. Thì cái thời gian thức sớm của tôi á, là tôi pha trà ra vườn ngắm cây cỏ, hoặc là nghe nhạc, ăn sáng rồi xong đi làm. Nó tóm lại sau này là tôi lúc nào cũng ăn sáng, nói chung là có thời gian cho mình trước khi đi làm, và cái đó giống như cái thói quen rồi.
Thành ra tôi cảm thấy là nó thay đổi được nhiều thứ lắm, nó giúp cho mình kiểm soát cái buổi sáng của mình. Còn nếu mà chúng ta thức dậy mà chúng ta chạy 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 đánh răng rửa mặt đi làm rồi vừa để làm vừa ngậm bánh mì, hoặc là thật sự quý vị để ý không, chúng ta chỉ cần thức sớm một chút xíu thôi là chúng ta có thể làm chủ cái buổi sáng của mình. Ok, rồi bây giờ tới một cái cuốn nữa, cuốn thứ năm rồi, nó gọi là Atomic Habit. Thì cái cuốn này nó dạy cho chúng ta những cái thói quen mà rất rất là dễ. Và tôi nói atomic là giống như là thói quen nguyên tử, nó dễ lắm. Làm sao chúng ta tập từng việc nó nhỏ mà dễ làm. Ví dụ như là ở trong cuốn này chỉ cho quý vị thấy là nếu như quý vị có những cái thói quen nhỏ thôi nhưng mà nó thay đổi được nhiều thứ. Ví dụ quý vị xóa cái app trên điện thoại quý vị, những cái app quý vị không có xài tới, hoặc là những cái app mà social media chẳng hạn, hoặc là quý vị chỉnh cái điện thoại mình thành chức năng silent, có nghĩa là một ngày chúng ta chỉ xem điện thoại bao nhiêu lần thôi. Và nó thay đổi nhiều lắm, những cái nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà thật sự nó cho quý vị tự nhiên rất là nhiều thời gian. Cái cuốn này tôi nghĩ rằng nó hợp với cái thời đại bây giờ, ở chỗ là bây giờ chúng ta quá phụ thuộc vô cái điện thoại. Và thậm chí nhiều khi tôi có một vài người bạn, người ta gọi nó: ủa Vinh sao không, điện thoại sao không bắt máy, không bao giờ bắt máy. Tôi nói là nó phải điện thoại lúc nào tôi cũng cầm thôi. Nó nói: ủa trời ơi, nghe nói Vinh là YouTuber, Facebooker gì mà không bao giờ không đó. No, tôi nói thẳng là có những lúc tôi không cầm điện thoại. Và tôi chỉ cầm điện thoại những lúc quan trọng thôi. Tại vì thật sự khi mà chúng ta bỏ bớt những cái tự nhiên, nó có thói quen rất là đơn giản là chúng ta không phải check Facebook nữa. Chúng ta không không có sợ là miss out. Tôi có nhiều người nói với tôi là nếu mà họ không có kiểm tra điện thoại mỗi 2 tiếng hoặc mỗi giờ luôn, họ nói là họ bị miss out, có nghĩa là sợ là mình bị bỏ quên. Tôi hỏi bỏ quên gì? Thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi and then so what, có nghĩa là vậy thì sao? Quý vị lâu lâu có thể nghe YouTube của bác sĩ Quỳnh Trần cũng được, nhưng mà không cần thiết phải nghe mỗi ngày, cũng không cần phải check là xem mình có miss cái video nào mới hay không, tại vì video mới sẽ có trên kênh YouTube của tôi, nó vẫn ở đó. Thì cái cuốn này á, nó cho quý vị nhiều cái quan trọng, nhiều cái khái niệm quan trọng về cái cách mà chúng ta quản lý thời gian. Khi mà chúng ta làm một cái gì đó bình thường mà làm nhiều lần thì chúng ta tự nhiên có tài trong cái thói quen đó. Cái này là một trong những cái mà tôi cảm thấy rất là thú vị, là người ta nói đó, thiên tài thật sự mà nói 99.99% là sự nỗ lực. Và cái cuốn này chính xác chỉ ra những ví dụ rất là hay về những người gọi là thiên tài. Thật sự họ không có thông minh, nó thẳng luôn á. Mà quý vị biết cái điểm nguy hiểm của thông minh là gì không? Là chủ quan. Tôi sợ người ta nói tôi thông minh lắm. Cái tôi thiệt, tôi nhận thẳng luôn, tôi chỉ là cái người không quá thông minh, có thể là hơi thông minh chút xíu, nhưng mà tôi rất là lì và tôi kiên nhẫn. Và cái đó là cái giúp cho tôi đi xa được. Chứ thật sự nó thông minh á, nhiều quý vị ở đây thông minh hơn tôi nhiều. Nhưng mà quý vị nhìn lại đi, cái người thông minh á mà không có kiên nhẫn, không có kiên trì để tập, cuối cùng họ cũng không làm gì được hết. Cái này là chắc quý vị thấy nhiều, tôi không cần phải đưa ví dụ ở đây. Ok, đó là cuốn thứ năm rồi. Cuốn thứ sáu nha, cuốn này cũng là một trong cuốn favorite của tôi, Deep Work. Thì Deep Work nghĩa là gì? Nghĩa là đào sâu, làm sâu. Người ta nói là ăn kỹ no lâu, hoặc là nhai kỹ no lâu, cài sâu thì tốt giống. Thật sự cái cuốn này nó cũng có cái ý nghĩa là như vậy. Nguyên cái cuốn này nó chỉ có một cái thôi: tập trung, focus. Và đây là cái khái niệm mà nhiều người chúng ta quên. Tại vì khi mà chúng ta làm, tôi nói ví dụ nha, chúng ta muốn làm nhiều thứ gọi là multitask, có nghĩa là vừa ăn
vừa coi điện thoại hoặc là vừa trả lời điện thoại đây mà vừa bấm 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 này. Thật sự cái đó nó không có hiệu quả. Nó chỉ hiệu quả những cái gọi là easy task, đó là những cái task cực kỳ đơn giản thì có thể làm được. Nhưng mà những cái task mà gọi là yêu cầu cái sự động não mạnh, những cái phân tích vấn đề, quý vị cần phải deep work là cuốn này. Thì làm sao mình tạo cái deep work? Làm sao mình tạo focus, đúng không? Thì trong cuốn sách này nó chỉ ra nhiều cách để chúng ta tạo. Nhưng mà cái chúng ta tạo đầu tiên là tạo cái môi trường của mình. Khi mà tôi dọn dẹp hoặc là chỉnh lại cái phòng của tôi, lúc nào tôi thấy nó thích, thấy nó gọn gàng thì tôi mới học bài. Hồi xưa lúc mà tôi học kiến trúc hoặc là mới bắt đầu đi học, đồ đạc quăng lung tung hết trơn. Nhưng thật sự quý vị để ý, khi mà quý vị dọn sạch sẽ gọn gàng cái góc học tập hoặc là cái chỗ làm việc hoặc chỗ nào đi, thì chúng ta tập trung nó dễ hơn. Nhưng mà khổ cái là nhiều khi công việc chúng ta mới dọn bữa nay, ngày mai nó lại bề bộn tiếp nữa. It's okay, dọn tiếp. Nhưng mà cái cách mà chúng ta làm việc, cái môi trường chúng ta làm việc và cái cách mà chúng ta sắp xếp vấn đề, sắp xếp. Bởi vì quý vị thấy không, là có nhiều người họ có những cái phòng, ví dụ tôi nói ví dụ bây giờ đi, cái không gian yên tĩnh ở đây, quý vị có thể nghe tiếng côn trùng. Nhà tôi quý vị chắc cũng biết là có cái vườn rộng và có nhiều cây trái, trong đó là một trong những cái hay nhất là ban đêm ngồi như thế này, uống ly trà nóng đây. Và thấy muốn tâm sự. Thì cái đó là cái môi trường mà cái deep work nói này. Có nghĩa là khi mà chúng ta tạo cái môi trường tốt thì tự nhiên chúng ta tập trung mà. Hồi xưa tôi đi học MCAT, quý vị chắc cũng biết kỳ thi MCAT là một trong những kỳ thi khó khăn nhất để vào được trường y. Thì tôi vào thư viện của cái trường đại học từ 6 giờ sáng, má tôi làm hai cái hộp cơm, một hộp cơm buổi trưa, một hộp cơm buổi chiều. Rồi có mấy cái bánh quy, bánh ngọt. Rồi đóng sách. Lúc đó tôi cũng có điện thoại, nhưng mà khi mà tôi vào thư viện rồi, không, tôi tắt điện thoại, tôi chỉ nói là khi nào thật sự cần gấp thì đây là có cái số điện thoại của cái thư viện ở đây, người ta gọi, người ta sẽ tìm tôi. Và tôi ngồi đó, tôi học bài từ sáng giờ đến 6 giờ sáng, từ sáng và tôi thấy nó là tờ mờ luôn cho tới chiều tối rồi đi về. Và cái thời gian đó thật sự tôi học được nhiều lắm, không phải là chỉ y khoa không, mà thấy là giống như là mình trải nghiệm nhiều về cuộc đời. Đó cũng là cái lúc mà tôi tìm hiểu nhiều về khoa học, rồi khoa học kiểu như tâm lý. Những quý vị hỏi tôi là tại sao tôi quan tâm hoặc là nói nhiều về tâm lý, tại vì thật sự đúng là tôi dành khá là nhiều thời gian để học về tâm lý. Cái thời điểm đó, những cái gì tôi làm hồi xưa giống như cuốn này là deep work. Thành ra nhớ cái môi trường giúp cho mình học tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao mà những quý vị không có học được ở nhà mà phải lên thư viện, hoặc là phải vô cái quán Starbucks phải ngồi mà học tốt hơn, là tại vì cái môi trường nó giúp chúng ta hoạt động tốt hơn. Cuốn sách cuối cùng, cuốn sách là cái nguyên tắc 80-20. Cái này thì tôi có nói sơ sơ trong podcast về tình bạn. Nhưng mà cái 80-20 là cái gì? Cuốn này áp dụng nhiều trong kinh doanh, trong tài chính, nhưng mà thật sự trong nhiều thứ trong cuộc đời. Đại ý cuốn này nói rằng là 80% thành công của cuộc đời quý vị đến từ 20% nỗ lực. Có nghĩa là phần lớn nỗ lực của quý vị sẽ không đi tới đâu hết. Nhưng mà cái nỗ lực mà quý vị tiếp tục, cái nhỏ xíu đó sẽ dẫn đến cái thành công sau này. Có nhiều cái câu chuyện giống như là chúng ta đào vàng, chúng ta đào hoài không tới, chúng ta bỏ cuộc. Cái anh chàng kia đào thêm chút xíu nữa thì gặp núi vàng. Có nghĩa là cái 20% thành công quý vị nằm ở chỗ đó. 80% quý vị đào gần hết rồi nhưng mà quý vị ngưng. Nhiều lắm, ví dụ như là tôi nói ví dụ 80% thu nhập của Costco đến từ 20% cái mặt hàng bán thường xuyên. Thành ra 80% những mặt hàng bán ở Costco thật sự không có lợi bằng 20% những cái mặt hàng đó. Tại sao mà chúng ta có cái quy luật này? Cái quy luật này nó là một điều là cuộc sống chúng ta không phải là cái đường thẳng. Có nghĩa là không phải quý vị nỗ lực thì nó đi lên giống như cái đường 45 độ, đúng không? Không phải. Quý vị càng nỗ lực, quý vị càng đi lên. Không có. Quý vị càng nỗ lực, quý vị đi lên chút xíu thôi.
Nhưng mà tới một cái mức độ nhất định quý vị sẽ lên nhiều. Mà cái mức độ đó nằm ở đâu? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là nó nằm trong cái 20% đó, cuối cùng đó. Một khi mà chúng ta đã thành công rồi, quý vị có thể quay trở lại, quý vị tìm ra cái 20% đó, quý vị nhân đôi nó lên. Quý vị thấy nó mạnh như thế nào, đúng không? Tôi nói ví dụ, quý vị có thể mở một cái cửa hàng bán đồ và quý vị thấy là thu nhập phần lớn này đến từ 20% cái món hàng của mình. Thì quý vị thay vì quý vị bán những cái kia, quý vị tập trung phát triển 20% cái dòng sản phẩm này thì cái kinh doanh nó sẽ càng ngày càng tốt hơn. Một cái ví dụ khác nữa là khi mà quý vị ngồi là quý vị thấy rằng hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta thật sự đến từ những cái khoảng cách nhỏ mà thôi. 80% hạnh phúc đến từ 20% những cái event, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Thì bây giờ chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta ngồi xuống vẽ ra, list ra, gọi là happy moment. À, ví dụ như happy moment của tôi là gì? À, đi ngắm cây trong vườn, à, đi hang out với bạn bè, uống boba, những cái gì đó. Thì bây giờ tôi chỉ focus cho những cái này thôi. Thì trong cuốn 80-20 này nó có nói nhiều về cái bộ não của chúng ta, cái vùng tiềm thức và cái vùng nhận thức. Thì trong đó là cái vùng tiềm thức, lúc mà tôi nói bắt đầu vào cái chương trình này, là cái vùng mà chúng ta ít có khai phá nhất. Thành ra trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta khai phá được cái sức mạnh tiềm năng ở bên trong não chúng ta thì chúng ta sẽ thành công lắm. Chúng ta sẽ làm được nhiều thứ lắm, chúng ta sẽ học nhanh hơn, chúng ta làm nhiều thứ thú vị hơn. Hy vọng rằng là quý vị nghe tới đây, quý vị sẽ cảm thấy có thêm cái tinh thần và nhận ra là thật sự những gì tôi làm được ngày hôm nay là tôi nhờ đọc sách rất là nhiều. Và buổi tối này tôi muốn chia sẻ 7 cuốn sách mà có thể giúp cho quý vị đi xa hơn. Tôi có để lại hình 7 cuốn sách ở đây để cho quý vị nào có thời gian đọc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình podcast của bác sĩ Quỳnh Trần. Chúc quý vị một cái buổi tối yên bình.